chào các bạn. Như đã biết, vào đầu năm nay, Apple đã làm mới dòng iPhone 7 mới nhất của họ bằng phiên bản màu đỏ cùng với một chiến dịch quảng cáo với khá nhiều ý nghĩa. Đây thực sự là một động thái chưa từng có tiền lệ khi so với những phiên bản iPhone trước đây, bởi vì việc tung ra phiên bản màu mới này đã khiến cho iPhone 7 trở thành phiên bản iPhone có số lượng màu nhiều nhất từ trước đến nay với tổng số là 6 màu khác nhau và với sự góp mặt của hai màu sắc nổi bật đó chính là màu đỏ và đen bóng. Tuy nhiên, có vẻ như là chiến lược đa dạng hóa màu sắc của iPhone thì không được thành công cho lắm như là mong đợi của công ty. Dạo qua một vòng các cơ sở phân phối iPhone chính hãng tại nước ta, có thể thấy một thực trạng khá ngang trái của những chiếc iPhone 7, đó là việc phiên bản iPhone giá 32GB lại có giá ngang với cả phiên bản là 128GB, tức đều ở mức là 17,99 triệu đồng. Mà cụ thể là mức giá này thì được áp dụng cho phiên bản iPhone 7 Z Black 128GB và các mẫu iPhone 7 32GB khác. Vì sao lại như vậy? Khi mà so với thông cáo báo chí ban đầu của Apple thì đáng lẽ phiên bản iPhone Z Black là phiên bản iPhone đắt nhất do có quá trình chế tác phức tạp và mất nhiều thời gian nhất. Nhưng điều mà chúng ta đang nói là trên thị trường Việt Nam chứ không phải là các mặt bằng chung của thị trường quốc tế. Bởi đơn giản tại nước ta thì iPhone 7 Z Black đang thực sự là một cục nợ với rất nhiều các hệ thống phân phối bởi lượng người mua thì quá thấp và đã khiến cho các nhà phân phối phải giảm giá các mẫu iPhone này xuống tới 2 triệu đồng. Và kết quả là chúng ta có được mức giá iPhone 7 Z Black 128GB chỉ tương đương với các mẫu iPhone 7 32GB màu khác. Nhưng kể cả khi có giảm giá thì sức mua của iPhone phiên bản màu đen bóng cũng không khá hơn là bao, bởi vì những nỗi lo về chất lượng của nó vẫn còn, và đó là quá dễ xước, bám vân tay và kể cả là khi người dùng có nâng nghi nâng chứng đi chăng nữa. Tương tự với phiên bản đen bóng Z Black thì phiên bản iPhone 7 màu đỏ cũng không khá khẩm hơn là bao, khi mà hiện tại thì theo mình thấy có rất ít những người dùng ngó ngàng đến màu sắc này. Tuy nhiên, điều may mắn là iPhone 7 đỏ thì vẫn giữ được mức giá niêm yết tương đồng với các phiên bản màu khác thay vì phải hạ giá thê thảm như là chiếc iPhone 7 Z Black. Có thể thấy đặc điểm chung của hai phiên bản màu này khi về nước đó là cực kỳ rầm rộ. Trên thị trường sách tay thì người ta chào bán chúng với giá chênh lệch tới vài triệu đồng so với các màu khác. Tuy nhiên, khi mà thị trường bình ổn trở lại, chúng ta có thể thấy rằng những chiếc điện thoại này thì lập tức trở thành những màu ế ẩm nhất. Như đã nói thì màu đen bóng, người ta dễ dàng thấy được nhiều điểm bất tiện của sản phẩm này khi mà máy dễ chảy xước, bám vân tay khiến cho người dùng không thực sự thoải mái khi sử dụng. Trong khi đó thì màu đỏ của chiếc iPhone 7 mới này cũng giống trường hợp của những màu vàng hồng trên chiếc iPhone 6S trước đây, không phải là sản phẩm dành cho số đông. Như vậy có thể thấy rằng chính sách phổ cập thêm tùy chọn màu cho iPhone của Apple thực sự đã có phần nào đó thất bại, kể cả từ thời iPhone 6S ra mắt với phiên bản màu vàng hồng, và cũng có kịch bản tương tự như là những chiếc Z Black, đó là khi mà bắt đầu về nước ta thì thực sự là được tung hô từ các chuỗi phân phối và sự chào đón của cả người dùng nữa, khiến cho giá bán thì được đội lên do khan hàng, nhưng mà sau đó thì nhu cầu thấp xuống mức thảm hại và ít còn xuất hiện trên các kệ hàng nữa. Do đó mà những màu truyền thống của iPhone như là đen nhám, vàng hay là trắng thì vẫn hứa hẹn sẽ là những phiên bản màu hút nhất trong năm nay. Và video của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mac Channel. Bye bye.